Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận Bury 200 token có ký hiệu là CFI tự dán đi khoen phi mà nay thác này. Thì hiện tại dự án này nó có một cái update nè các bạn mở địa chỉ email của mình ra các bạn. Thì những bạn nào đã tham gia danh sách trước kia thì có thể đủ điều kiện tham gia airdrop đợt này nha các bạn. Thì mở địa chỉ email qua. Địa chỉ email nó có tựa đề là Den CV thì các bạn vào để mình dịch ra các bạn. Thì các bạn vào tất cả email các bạn lục nha tất cả các bạn. Email tất cả các bạn đã tham gia drop trước kia. Tôi nói nè, sau cuộc bỏ phiếu của bạn tuần trước, DeFi vui mừng thông báo một kênh Telegram riêng tư dành cho các thành viên drop nè. Ủ khá là ngon nha tất cả các bạn. Rồi. Thì các bạn mở Telegram của mình ra nè các bạn. Đây mở email của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn lướt xuống thì nó có một cái dòng này, các bạn copy hết trơn cái từ chữ John và số này luôn các bạn. Lật password của mình chỗ này nè các bạn. Rồi nghe tới các bạn. Sau khi các bạn copy cái mật khẩu đó xong thì các bạn bấm vào John Airdrop nè. Rồi, này hiện tại dòng này thì multi các bạn bấm vào multi nghe tới các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào A cộng DeFi Airdrop bot nè. Sau khi vào bot các bạn bấm nút start nha các bạn. Sau khi bấm start xong các bạn bấm vào join airdrop. Sau khi mà bấm vào join airdrop xong thì nó yêu cầu cái các bạn điền lại một cái mật khẩu bên email của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn bấm join vào, các bạn gửi cho bot nha bạn. Vì bảo mật nên mình không có thể cho các bạn thấy được các bạn. Sau khi các bạn bấm join airdrop xong thì hiện ra một cái dòng thông báo của mình trước kia đã email mình đã đăng ký nha các bạn. Rồi bấm vào một login thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của tất cả các bạn và số dư tôi cần của tất cả các bạn. Chỉ có như vậy thôi nha tất cả các bạn. Ok, vậy mình đã cập nhật dự án DFI đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.